Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 3 vừa qua, thì chương trình 12 giờ của đài chúng tôi có phát sóng phóng sự Dân khổ vì đường chậm tiến độ. Và đến nay thì hơn 4,5 km tuyến đường trục công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Cờ Đỏ đã được Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Cờ Đỏ thi công hoàn thành, bê tông thông thoáng. Sau nhiều nỗ lực thi công, mặt đường trục công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Cờ Đỏ đã hoàn thành việc thay áo mới, góp phần đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân, nhất là vận chuyển, giao thương hàng hóa của bà con nơi đây được thuận tiện hơn. Chưa thi công thì nó bụi bặm, rồi đường thì gồ ghề phải tưới nước. Rồi bây giờ thì làm rồi thì nó sạch sẽ, thoáng mát, bà con đi tới lui rất là có phương tiện, thuận tiện cho mấy đứa học sinh chạy được lưu thông, an toàn, vui mừng, rất là phấn khởi. Nói chung là lộ rộng rồi sạch sẽ đây rồi, bây giờ là nói chung là người dân bây giờ ở đây rất phấn khởi. Nói chung là mà kinh tế thì làm ăn rất là được. Vậy là cũng là bà con cũng là tạm ổn, thoải mái, nó thuận tiện, chỉ là hơn ở dưới thủy, trên bộ đã thuận thì là đều cả cầu đường, lưu thông nữa là bà con thoải mái, cái gì nó thuận lợi, thóc lúa các cái nhưng là nó thuận lợi, bà con rất khấn khởi. Dự án nâng cấp tuyến đường trục công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Cờ Đỏ thuộc dự án nhóm C, công trình cấp 4 được Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ phê duyệt, có chiều dài 4,5 km, rộng mặt đường 5,5 m với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng. Thời gian thực hiện xây dựng công trình từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 1 tháng 9 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Cờ Đỏ làm đại diện chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Trước đây công trình đang triển khai thi công thì cũng có phần đá, có phản ánh của người dân là công trình thi công là bị bụi. Thì đơn vị chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu cũng thường xuyên tưới nước để mà chống bụi cho bà con. Đến nay là công trình đã thi công xong cái phần tuyến đường thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại dễ dàng. Tới là sẽ thi công còn lại 4 cái cầu ở trên tuyến thì nhà thầu cũng đang tập trung thiết bị vật tư để mà triển khai thi công để cho hoàn thành đúng cái hợp đồng. Việc thi công hoàn thành, mặt đường được bê tông thông thoáng kịp thời của Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Cờ Đỏ, không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới nâng cao của xã và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.